Sau khi ly dị cái người chồng Pháp đầu tiên, em là được nuôi đúng kiểu một con chim quý trong một cái căn biệt thự sang trọng. Và khi mà em ly dị ổng thì em nghĩ là đơn giản thôi, không sao cả, mình thất bại trong cuộc hôn nhân này thì mình đi đến một cuộc hôn nhân khác. Và khi mà em chọn người đàn ông sau rồi em có Đức, nhưng mà tại vì cái người sau thì cái trình độ nó chênh lệch nhau quá. Về tất cả mọi thứ mà anh biết mà, đàn ông với phụ nữ nó phải cân bằng, hoặc là nó phải ngang nhau, chứ mà cứ thấp hơn hoài thì nó sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề. Mà tại thời điểm đó em chưa phải là một chuyên gia tâm lý để em có cái cách hành xử như vậy, và tụi em có một cái khoảng cách cực kỳ xa cho tới khi tụi em ly dị. Tại sao tôi thất bại? Tại sao tôi bị thế này? Tại sao tôi bị kia? Tại sao tôi không hạnh phúc? Nhưng Vân ơi, đâu có ai dạy em cách làm vợ và dạy em yêu đúng không? Thôi em đi học tâm lý đi Vân. Em hiểu được một cái định luật cực kỳ rõ ràng của vũ trụ là đàn ông thì họ sẽ như thế và phụ nữ họ sẽ như thế. Và để mọi người có thể tăng trưởng được thì mọi người cần phải đi theo đúng con đường A, B, C, D, E, F và chật đường ray là gãy. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cốc cốc cốc, cộc cộc cộc. Và hai anh em Ngọc Lan và Quốc Thuận rất là nôn. Hai anh em muốn đưa quý vị đến thăm và thăm gõ ai, cửa. Thăm ai? Gõ cửa ai biết không? Em không biết. Nãy giờ dành nói không à, tôi đứng ở đây tôi định mở mỏ ra nói mà nói không kịp với cái mỏ này luôn. Hôm nay đó, anh Quốc Thuận sẽ đưa Ngọc Lan cũng như là mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến gõ cửa thăm nhà. Một nhân vật mà trước đây cô là một ca sĩ nè, cô là một diễn viên, nhưng mà gần đây thì gần như là cô lùi lại để mà cô thực hiện một cái công việc, một cái vai trò mới, đó chính là doanh nhân. Wow, ai mà giỏi vậy? Đó chính là cô gái đa tài Phi Thanh Vân. Wow, lâu lắm rồi em không có gặp gì đến Phi Thanh Vân luôn á. Gì vậy, lắm vậy? Em mừng quá, xin mời quý vị hãy theo chân Quốc Thuận và Ngọc Lan nào. Đi nào. Ủa? Đi đi lẹ lên. À. Thôi trời ơi. Trời ơi, trời ơi, em yêu. Em chờ vậy. Em chờ, chờ ơi, chờ em. Tôi coi từ số đầu tiên cho tới cái số bây giờ, tôi trông chờ tới nhà. Thôi vô nhà đi lẹ lẹ đi, không có cái mặt tối hù à. Để vô. Đi vô nhà tối hù à. Em sống trong khát thơ. Em sống trong ước ao. Thôi bây giờ trước mắt đó là anh với Ngọc Lan sẽ đại diện chương trình gửi tặng em một món quà. Đó chính là chiếc đồng hồ với thương hiệu Gõ Cửa Thăm Nhà. Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ trước mắt thì cho anh thăm nhà em nha. Dạ vâng ạ, anh thăm nhà. Dạ, em sẽ có một cái background là em sẽ ngồi ở đây. Và background thì là Phật. Bởi vì khi mà em thiết kế cái căn penthouse này thì em đã xác định là đây nó sẽ là một cái nơi mà để cho em enjoy cái cuộc sống của mình. Nhưng mà cả nhà có thể để ý là khi bước vào thì cái căn phòng đầu tiên được sử dụng là căn phòng chánh điện. Em hay ngồi thiền ở tấm thảm ở trong. Rồi xong. Cho em đi coi phòng ngủ đi nữa vậy. Đi nữa đi. Ủa Vân ơi, dạ. Hình như anh thấy là căn này hình như là hai căn hộ đáp lại với nhau đúng không? Ồ, có cái gara, có gara nha. Nào. Dạ đây là gara. Đây là. Ủa, Vân ơi, em ở đây là ở với ai vậy? Dạ thưa anh, em ở đây với lại một nhà em là có tiểu đồng, có tiểu đồng. Chứ chắc là con trai của Vân đúng không? Dạ con trai của em. Và đây là một cái khu mà em gọi là khu kỷ niệm. Em thấy cái anh này là nghệ sĩ từ Hollywood về, nhưng mà như là thời gian gần đây thì anh khá là busy nha. Ở đây nữa nè. Dạ đây là đúng phim Cột Mốc 23. Dạ đó. phim này là của đạo diễn Quốc Duy. Mình kiếm cái chỗ nào mình an vị mình ngồi đi em. Hả thưa quý vị, chúng tôi đã yên vị rồi. Và chắc có lẽ là bây giờ sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện với một cái câu hỏi mà em nghĩ là ai cũng thắc mắc, đó là cái cuộc sống hiện tại của chị như thế nào. Hiện tại bây giờ thì ngày xưa
là một diễn viên, một cựu siêu mẫu, một hoa hậu doanh nhân, một nghệ sĩ. Và bây giờ thì em tăng trưởng hơn rất nhiều. Em có bằng giám đốc điều hành, giám đốc marketing, nghệ thuật thương lượng và đàm phán, nghệ thuật thuyết trình, NLP, chuyên gia tâm lý và thậm chí cả bằng về tình dục học nữa. Và hiện tại bây giờ thì em rất là may mắn là sau 4 năm cống hiến cho Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam thì em đang là phó trưởng đại diện thành phố Hồ Chí Minh của Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam. Và em đang chuẩn bị làm một cái đề án xuyên suốt trong vòng 5 năm cho Trung ương Hội. Hiện tại bây giờ em đang sống và làm việc và đang muốn cống hiến rất nhiều cho cộng đồng. Về cái quá trình hoạt động nghệ thuật của chị thì mọi người ai người ta cũng đã biết rồi, và chị đã cống hiến rất nhiều. Trong lĩnh vực kinh doanh thì chị cũng đã quá thành công và hầu như ai cũng biết cái vị trí đó của chị. Nhưng có một cái góc mà em thấy chị rất ít chia sẻ, đó là cái vấn đề của gia đình, là mẹ nè, gia đình nè. Nên là ngày hôm nay em rất là muốn nghe cái khía cạnh đó của chị. Ồ, đúng rồi đó. Nhưng mà chắc anh phải đi chỗ khác để cho chị em tâm sự với nhau. Yeah. Nó có những câu chuyện vấn đề làm mẹ thì anh làm sao nghe được. Đúng rồi. Anh đâu có làm mẹ được. Vậy đâu. Thì anh làm gì? Anh làm thinh. Không, hoặc là anh đi làm bếp. Trời ơi đó, suốt ngày nó bắt tôi làm bếp không vậy đó. Tôi là một nam nhân mà suốt ngày nó bắt tôi làm nữ công gia chính không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Cái này chị coi chương trình nhiều rồi và chị thấy là như vậy nó có bất công với anh chị quá không hả đứa em gái? Bởi vì chị đã nhìn thấy sự tăng trưởng của anh chị qua mấy chục năm vừa rồi. Chị biết là anh chị khi vào bếp có thể nấu những món ăn mà chị em mình còn nấu xa lắc không bao giờ bằng ổng. Nhưng một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, đang là trụ cột của gia đình, và chị cực kỳ nể nang mà bây giờ bắt anh đi làm bếp thì rất tội. Nhưng tuy nhiên chúng ta có thể nói như thế này: anh trai yêu quý, anh biết em nói gì rồi. Anh sẽ vô bếp. Dạ, nếu như anh thực sẽ sắn tay sắn quần vô bếp anh làm. Nếu chưa? Như mà thực hai sự chị em mấy đứa coi như là một đứa đấm một đứa xoa, một đứa đẩy thuyền, một đứa đẩy coi như ô tô. Em có một ít thịt. Thôi để tôi vô tôi làm, mệt quá nói hoài. Em muốn biết là chị Phi Thanh Vân, một single mom, giáo dục con như thế nào mà có một cái cậu bé, em ai bất kỳ ai tiếp xúc với cậu ấy thì cũng đều có một cái suy nghĩ và những cái lời nói mà nói về cậu bé nó rất là hài lòng. Đúng rồi, cảm ơn em. Đức thì bây giờ học lực đang là học sinh xuất sắc của trường quốc tế. Và lớp của Đức là lớp chuyên song ngữ. Đức thì cũng được báo chí và fan gọi là thần đồng tiếng Anh, bởi vì bạn ấy có một cái khả năng ngôn ngữ rất là tốt. Đức là một sản phẩm tâm lý học của chị. Bởi vì khi mà chị bắt đầu ly dị người chồng đầu tiên thì chị học rất là nhiều những cái lớp. Và khi mà chị quyết định chị có Đức thì chị cũng làm một cái buổi cầu rất là lớn ở chùa Ngọc Hoàng. Rồi chị cũng can thiệp kỹ thuật vào để có thai Đức. Và song song đó thì chị vẫn đọc những cái tài liệu. Và khi mà Đức bắt đầu đúng 3 tháng là chị thai giáo bằng nhạc Mozart, nhạc Beethoven và rất là nhiều những cái dòng nhạc mà của Kiss tích cực bằng tiếng Anh. Và chị có một cái thời gian là khi chị nằm thì chị cho cái loa vào bụng. Cái thời điểm mà từ 2 tháng mấy tới 3 tháng là bắt đầu cái não bộ con nó hình thành. Là lúc nào nó cũng được nghe Mozart, Beethoven và nghe những cái nhạc tiếng Anh Kiss từ bé. Và cậu ấy được nghe tiếng Anh như vậy từ trong nguyên một cái giai đoạn cho tới khi cậu sinh ra. Và khi cậu sinh ra thì chị luôn luôn mở nhạc cho cậu nghe và cho cậu nghe tiếp những cái đó. Và chị nói chuyện với cậu ấy bằng hai ngôn ngữ, dù rằng cậu chưa biết nói gì hết. Lúc mà Đức bắt đầu biết nói là 3 tuổi thì là Đức đã nói bằng tiếng Anh rồi. Chứ Đức gần như không giao tiếp bằng tiếng Việt nhiều. Và tới bây giờ thì tiếng Anh của cậu là xuất sắc của xuất sắc. Còn tiếng Việt cậu mới chỉ là giỏi thôi. Và chị vẫn muốn như vậy là bởi vì những cái chuyên gia về ngôn ngữ họ nói rằng là con của chúng ta ở Việt Nam đương nhiên nó sẽ nói tiếng Việt giỏi, bởi vì xung quanh cộng đồng là người Việt Nam. Nhưng để một đứa trẻ và một người lớn mà nói tiếng Anh giỏi thì nó siêu khó. Nên chúng ta hãy làm một biện pháp ngược lại, là hãy tập cho con của chúng ta siêu giỏi tiếng Anh, và sau đó thì sẽ cho để bổ túc học giỏi tiếng Việt. Chị, em thấy trong cái cách giao tiếp của chị với mọi người á thì chị rất là khéo, chị rất là giỏi. Em thấy dường như là chị không bao giờ chị chê ai cái gì hết trơn. Đúng rồi, chị không lúc chê. Lúc nào là chị cũng là trước khi mà mình cầm lên người ta là mình cũng luôn cho người ta một cái đúng. Đúng rồi. Sau đó mình mới mở rộng ra. Đúng vậy rồi. Cái việc đó chị có áp dụng với trong cách dạy con hay không? Một trong những nghệ thuật đỉnh cao của tâm lý học mà trong quyển Tác Nhân Tâm có dạy và tất cả những tài liệu tâm lý học trên thế giới đều dạy, là chúng ta tuyệt đối không được chê người khác, mà chúng ta phải biết sử dụng một cái nghệ thuật là khen trước rồi sau đó góp ý sau. Ví dụ, con của chúng ta đang mặc một cái bộ đồ mà chúng ta thấy nó rất là xấu. Thường thì các mẹ sẽ nói là con ơi sao con mặc bộ đồ này xấu quá, vậy đi thay bộ đồ khác đi, nhìn thấy ghê quá. Nhưng mà những cái câu như vậy chúng ta chạm vào nỗi đau và đứa trẻ bên trong
của đứa nhỏ. Không có nên như vậy. Và chúng ta đã làm như vậy từ đời này qua đời khác. Chúng ta có những cái câu biện minh rằng ô tất cả mọi người cùng nói như vậy thì mình nói như vậy có sao đâu. Nhưng kính thưa quý vị và các bạn, tất cả mọi người cùng nói như vậy là bởi vì chưa ai chia sẻ với tất cả mọi người rằng là chuẩn tâm lý học thì phải nói làm sao. Chúng ta có thể nói như thế này: con ạ, bộ đồ này con mặc cũng được đấy, nhưng con nên chọn bộ đồ khác đi, nó sẽ đẹp hơn. Và mẹ gợi ý cho con nhé, bộ đồ khác sẽ là một cái quần jean màu xanh và một loạt những cái áo màu vàng hoặc áo màu trắng hoặc áo màu xanh. Con chọn áo nào cũng được. Tại sao chúng ta có thể chỉ ra là một loạt những cái áo màu xanh, màu vàng và màu trắng con chọn cái nào cũng được? Là bởi vì mình biết cái quần xanh đó nó phối với áo xanh, áo vàng, áo trắng thì cái áo nào nó cũng ra một cái style rất là đẹp. Nhưng chúng ta không chỉ định chính xác cái áo nào cả, bởi vì khi chúng ta chỉ định chính xác cái áo đó là cái áo chúng ta muốn mặc, chứ không phải là áo con chúng ta muốn mặc. Nên chúng ta đưa ra một cái list để cho con nó được chọn những cái áo mà nó muốn mặc trong số những cái áo mà mẹ đưa ra. Hay quá, hay quá. Em thấy là vậy nè, trong cái câu chuyện mà ăn uống đó chị, hình như là chị là ăn healthy đúng không? Chị healthy. Dạ, chị ăn healthy đúng không? Mà bây giờ mình giao nhiệm vụ cho anh Bin vô bếp làm thấy sai rồi đó. Bin không có làm được câu chuyện đó. Anh Bin ơi, hình như anh trốn rồi chị à. Anh đi ngủ rồi. Em rồi, có ăn uống ké thôi. Em có ăn uống healthy cái không? Cái gì em ăn cũng được hết trơn trời. Em đừng dùng chữ ăn ké với chị. Em là một trong những người em mà chị rất là yêu thương và chị trân trọng. Em ăn ở đây cả đời cũng được nữa. Ok chị. Đấy. Quý vị thân mến, trong lúc hai chị em Ngọc Lan và Phi Thanh Vân ngồi trò chuyện với nhau, rồi lẻn ra đây để mà gặp một vị khách bất ngờ. Mời quý vị theo chân Quốc Thuận nha. Em chào anh. Ok. Đây. Rồi, mời anh. Ok. Xin giới thiệu đến quý vị, đây chính là anh Nguyễn Phi Hùng, là anh trai của nghệ sĩ Phi Thanh Vân. Anh Hùng có ở gần đây không nào? Anh ở bên quận 10. Nhưng mà là anh Hùng có thường xuyên qua đây với Phi Thanh Vân không? Có chứ. Yeah. Tại vì tụi anh ngoài vấn đề gia đình, tụi anh còn có những cái công việc liên quan với nhau. Mà đặc biệt ấy là dạo khoảng tầm 7 năm trở lại đây ấy, thì tụi anh có một cái gắn kết với nhau rất là nhiều. Yeah. Trong nhiều cái business, nhiều cái dự án. Bây giờ thì em mới biết đó nha. Tại vì anh biết không, là em là cứ mặc định là Vân là chỉ hoạt động trong nghệ thuật mà thôi. Nhưng mà sau này với một cái sự gọi là phát triển của cô ấy thì em thấy nào là kinh doanh mỹ phẩm nè, rồi gần đây nhất là nhà chuyên gia tâm lý. Nói chung là phát triển rất là nhiều trên các lĩnh vực. Bữa hôm nay thì Quốc Thuận cũng mới được biết đó là có một cái sự hậu thuẫn từ người anh của mình. Không biết rằng là Phi Thanh Vân ngày trước anh, hồi còn bé đó, thì cô ấy có bộc lộ ra một cái tính cách mà nó khác biệt so với các bé gái ở trong xóm, ở trong cái khu mà anh ở không? Gia đình mình ấy là gốc ở quận 5, đường An Dương Vương. Thì khi mà cô ấy 4-5 tuổi, cô ấy có vẻ là có một cái gọi là cái năng khiếu về nghệ sĩ, về biểu diễn từ lúc đó. Và cô ấy theo nhà văn hóa thiếu nhi quận 5, đó là cô ấy trưởng thành từ đó đi lên. Thì lúc đó thì mình cảm giác ấy là em mình sẽ là một cái người gì đó hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật trong một cái tương lai xa nào đó. Thì cách đây khoảng tầm hai mấy năm thì mình nghĩ như vậy. Quả nhiên thì đến bây giờ thì như các bạn thấy, Phi Thanh Vân ấy là một người khá nổi tiếng trong giới nghệ thuật. Nhưng mà em còn nhớ là Vân nổi tiếng rất là sớm nha. Cái giai đoạn mà cô ấy là người mẫu là lúc đó là em đã gặp Vân rồi. Lúc đó Vân mới có 15-16 tuổi rồi. 15-16 là trước khi đạt đoạt siêu mẫu. Em là gọi là Vân Dẹo. Đúng rồi, chính xác. Là Vân Dẹo. Nickname đó, nickname là bạn ấy rất là dẹo. Đúng rất rồi, là đúng rồi. Điệu đà. Đúng. Trong một nhóm bạn thì bao giờ Phi Thanh Vân cũng rất là nổi bật. Đúng không anh? Vậy thì cái lúc đó đó, cái lúc mà em gái của mình á là muốn tham gia vào cái công việc liên quan đến giải trí, vậy thì bố mẹ với anh có ngăn cản không? Có đó. Tại vì gia đình anh ấy thì mẹ anh ấy là thanh niên xung phong, còn ba anh ấy là chống Pháp chống Mỹ là có hết. Nghĩa là hai thời đó, hai thời khác nhau. Mà những người ấy mà trải qua mà hai cuộc chiến tranh như vậy ấy, em biết là cái tư tưởng của họ về đảng, về nhà nước, về bộ đội, về công hiến là cực kỳ khắc khe. Khắc khao. Đó. Nhưng mà khi mà thấy con gái của mình bước vào một cái con đường nghệ thuật mà gia đình anh đâu có ai đâu. Không ai làm nghệ thuật nha. Em biết mà. Họ bên nội, họ bên ngoại không có. Yeah. Thì cô ấy là người đầu tiên. Đó, nhưng mà
thấy con mình đam mê quá, mà thấy con mình cũng có cái khiếu, nên là anh nghĩ mọi người ủng hộ, bố mẹ anh ủng hộ, ban đầu thì không ủng hộ đâu, về sau thì thấy sự đam mê, sự theo đuổi, sự cống hiến nhiều quá cho nghệ thuật, tối ngày đi hát, tối ngày đi diễn, đi sân khấu, đi múa, thấy con mình nó có một cái định hướng tốt như vậy thì sẵn sàng ấy, là cho con mình nó theo. Mẹ với bố thì ai là người cản nhiều nhất anh? Anh nghĩ là mẹ. Mẹ, tại vì con bố thì bao giờ cũng thương con gái, còn mẹ thì mẹ lại không có muốn như vậy, lo tại vì con đường nghệ thuật là con đường là quá nhiều chông gai, quá nhiều cám dỗ. Chính xác là như vậy. Nhưng mà cái điều gì ở Vân mà khiến cho gia đình ủng hộ? Thì theo anh nghĩ thì mọi người thấy con gái mình trưởng thành, bản thân mình thấy em mình trưởng thành. Quan trọng không phải là cái môi trường đó xấu hay là tốt, mà vấn đề là con người làm cho cái điều đó xấu hay là tốt. Theo mình nghĩ là như vậy. Chứ không có một cái gì gọi là xấu tốt. Nam ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Bình thường ban ngày mình hoạt động á, chị hoạt động nó quá nhiều đi, mỗi lần mà tối, mỗi đêm mà đứt nó bệnh á, rồi chị phải làm sao, có ai phụ chị không? Chị rất là may mắn là trong cái quá trình chị nuôi Đức á, thì cậu ấy được thay giáo và cậu ấy đầy đủ dinh dưỡng từ bé nên là cậu rất là dễ nuôi. Nhưng mỗi lần thay răng là sốt, và sốt thì là sẽ có vú chăm và sẽ có chị chăm, nhưng tất nhiên là chị sẽ dành thời gian nhiều để chăm con mình hơn là vú, bởi vì con mình sinh ra mà. Nhưng mà qua cái giai đoạn mà cậu ấy mọc răng, cậu ấy sốt thì coi như là cậu ấy lớn lên rất là thoải mái. Thậm chí cái đợt vừa rồi Covid á, trời ơi, chị thở 5 cái bình oxy trong cái nhà này nè, bình oxy bự 40kg. Đức chỉ sốt có một ngày thôi và chị chăm Đức đúng có một ngày, mẹ sốt, con sốt. Ngày hôm sau Đức khỏe lại và toàn bộ được Đức chăm chị hết. Trời ơi, thấy thương. Đức giống như là đi ra ngoài lấy cái xe đẩy cút cút này, lấy đồ ăn vào, lấy nước suối vào, từng cái thùng nước suối bự bự nè. Cái nó khui, nó ráng, nó khui ra, nó lấy kéo thủ công, nó cắt. Xong rồi nó mang đồ vào, nó mang đồ ăn cho mẹ, xong rồi nó gom ra ngoài để rác cột chặt lại, mình cột sẵn. Thế mình thấy là tới thời điểm bây giờ Đức mới có 7 tuổi thôi thì Đức chăm chị nhiều hơn chị đã chăm Đức. Và chị nghĩ là toàn bộ tất cả những cái thời gian mà chị chăm Đức trong cái quá khứ đó, Đức trả cho mẹ xong hết rồi. Chị, nhưng mà có bao giờ chị buồn không? Chị làm gì cũng có mình, kinh doanh cũng mình, tất cả mọi cái chị làm mình, mà chị làm cho cộng đồng rất nhiều. Đúng rồi. Rồi tới về chăm con thì cũng chỉ có hai mẹ con lủi thủi với nhau. Bao giờ chị buồn? Chị nghĩ là trong sâu thẳm của mỗi một người phụ nữ đơn thân, họ sẽ có những cái lúc mà buồn như vậy. Nhưng mà chị lại rất là may mắn là chị học quá nhiều, chị đọc quá nhiều sách về tâm lý và chị học về thiền. Mà thiền của chị là chị học về thiền, về quán niệm hơi thở nè, về khai mở tư duy này, về chữa lành này. Nên chị có những cái bài thiền để chữa lành cho chị. Và khi mà mình học tới đó rồi đó, tự nhiên mình sẽ sống rất là tích cực. Có nghĩa là tất cả những điều mà mọi người nhìn đâu cũng thấy tiêu cực, bởi vì não của con người á thì 85% là nhìn mọi thứ tiêu cực. Chẳng hạn như là ngày hôm đó mà đi ra ngoài đường mà lỡ bị dấp cục đá, cái là chỗ xong nên mình xui quá. Nhưng khi mà mình học về chữa lành thì mình nói là cũng may quá dấp có cục đá chứ té giật mặt biết sao kiểu vậy, đúng không? Đúng rồi. Đó thì chị lại nhìn tất cả mọi thứ nó rất là tích cực. Và chị đang thấy là cái cuộc sống mẹ đơn thân này, chị tự do tự tại nhiều hơn. Chị được làm và được học tất cả những điều chị yêu thích. Và khi mà chị về nhà, chị có con, chị như một người bồ bạn, chị cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Và chị đang thấy mãn nguyện với cái cuộc sống này dữ lắm. Hiện tại thì Vân đang là mẹ đơn thân. Rồi trước đây thì Vân cũng đã từng có một số scandal. Tuy nhiên bây giờ thì Vân dần dần đã lấy lại được phong độ và lấy lại được cái sự uy tín. Quan trọng hơn hết là cô ấy hiện nay đang cống hiến cho rất nhiều những cái hoạt động cho xã hội, cho cộng đồng. Đó là một điều đáng mừng, đó là một sự tích cực ở Vân. Vậy thì em muốn hỏi anh đó là cái giai đoạn mà Vân gặp những cái biến cố và những cái scandal như vậy, anh đồng hành với Vân như thế nào? Câu hỏi rất là hay, rất là chân tình. Mình với người Vân hơn nhau 5 tuổi. Là cái tư duy và cái suy nghĩ của một người đàn ông so với người phụ nữ 5 tuổi thì thật sự là nó chênh nhau không có nhiều. Nhưng mà mình ấy, thì mình kinh doanh mà mình ra ngoài thương trường ấy, từ năm 2001, như là cách đây là khoảng tầm 22 năm. Đó thì lúc đó là cô ấy 16, 17 tuổi. Khi mà cô bị cái này, cô bị cái kia thì mình có nói với cô ấy rằng em biết được em ngã ở chỗ nào, em biết được em đau ở chỗ nào, thì chắc chắn anh tin là em sẽ biết em đứng lên và em chữa ngay cái chỗ đau đó của em. Thấy em mình, thấy con mình đau vấp ngã cũng xót xa lắm chứ Thuận. Xót lắm anh. Nhưng mà phải làm sao, trên con đường đi nó phải qua những cái ổ gà ổ trâu, những cái tai nạn như vậy thì mình mới trưởng thành được, thì mình mới tới đích được.
chứ còn không có con đường nào nó thẳng hết, đúng không Thuận? Anh em mình cũng cũng ngang ngang tuổi nhau. Và em cũng có em gái. Đấy, đấy. Em hiểu hết. Đấy, thì bạn thừa hiểu là một điều là cái cuộc sống của mình ấy, nó không có đơn giản là một con đường màu hồng, là một cái đường thẳng. Bắt buộc ấy, là mình phải va, mình phải quệt, mình phải té, mình phải ngã. Vấn đề là mình đứng được lên hay là không. Cái điều đó là cái điều quan trọng của mỗi người. Hai anh em đều mồ côi hết, không còn ba bố, không còn mẹ. Thì ta nói là ở trong miền Nam thì là quyền huynh thế phụ. Anh bây giờ là vừa là anh vừa là cha để mà đồng hành với Vân trên mọi nẻo đường trong cuộc sống. Và trong đó có cái cách gọi là làm sao để mà bảo ban và dạy dỗ của em gái mình. Thì dù như thế nào, có thành công, có thành đạt cỡ nào thì vẫn là em gái mình, của chính anh. Xác. Chính xác. Đó, cho nên là thôi bây giờ hai anh em mình lên trên ảnh. Đi anh. Okay, đi. Ok, don't do everything, ok? Be nice, ok? Được. Bây giờ đứa có nói được tiếng Việt không? Can you speak Vietnam? Me. Con mời cả nhà ăn cơm. Con mời cả nhà ăn cơm. Rồi, đã. Lunch time, please. Yeah, thank you. Hôm nay thì chị giới thiệu ha. Đây là anh Andy Hoàng. Bạn này là cựu siêu mẫu từ thời năm 2000, chơi chung với chị Vân. Thì chị với lại Andy Hoàng là bạn tri âm tri kỷ, thanh mai trúc mã tới bây giờ là 23 năm. Lâu lắm rồi không có gặp anh luôn đó, đúng không? Bây giờ anh còn hoạt động nghệ thuật không? Vẫn còn hoạt động nghệ thuật, vẫn còn làm chi. Dạ, vậy hả? Thì ngoài ra cũng tham gia về một cái trình từ thiện ca hát này nọ. Vậy hả? Anh chơi với chị Vân lâu thiệt lâu như vậy rồi, bao nhiêu những cái biến cố của chị Vân là lúc đó là anh có ở bên cạnh chị để mà an ủi chị không? Thật sự là thời gian Vân biến cố thì anh cũng ở dưới quê, nhưng mà anh luôn luôn theo dõi cái đoạn đường mà Vân đi, Vân dân vấp ngã. Rồi bây giờ khi mà thấy chị Vân đã có một cái cơ ngơi nó rất là hoành tráng như thế này nè, rồi một cái vị trí xã hội rất là cao vậy, anh có nhận xét gì về cô bạn của anh? Thật ra theo cảm nhận của anh thì người phụ nữ này rất là đa tài, thật sự là mạnh mẽ. Thật sự nếu như những người phụ nữ bình thường á mà gặp những biến cố như vậy, nhiều khi họ tuyệt vọng, họ buồn rồi sanh chuyện nhiều thứ. Nhưng mà thật sự là theo cảm nhận của anh thì người phụ nữ này trên nhiều người phụ nữ. Đúng rồi đó anh, em cũng thấy vậy mà hầu như mọi người ai cũng nhìn ra được điều đó. Ủa anh Hoàng có hay đi qua nhà chị Vân dùng cơm không? Thỉnh thoảng chơi với con cũng Vân rồi sẵn ăn cơm luôn. Và ủa anh đi gì mà lâu dữ thần trời đất luôn á, ngồi đợi nè. Mọi người, nhân vật đặc biệt hôm nay xuất hiện. Ủa? Dạ, em chào anh, đây là... Xin giới thiệu với em, đây là một người đàn ông rất quan trọng với Phi Thanh Vân. Đó chính là anh hai của Phi Thanh Vân. Wow. À, anh ruột nhà chỉ có hai anh em thôi. Anh ruột thì rất là giỏi. Anh ấy ngày xưa có học an ninh ở ngoài Hà Nội này, rồi anh học về thạc sĩ kinh tế này, rồi anh học cử nhân về IT này. Và hai anh em là đã có 20 năm cùng khởi nghiệp với nhau và cùng kinh doanh với nhau. Cái công việc business bây giờ của Vân thì một trong những cái người mà về đối nội và lo về mặt tài chính, quản lý nhân sự là anh. Còn Vân thì chịu trách nhiệm về vấn đề đối ngoại, support về hình ảnh và marketing và đưa những đối tác tích cực về. Rồi bây giờ chúng ta có đồ ăn để nhìn thôi hay sao vậy? Tâm tình anh vào bếp anh làm. Ủa? Hai chị em cũng có vô bếp vậy? Anh sao vậy? Hồi lúc vô bếp không thấy anh đâu luôn á. Tôi đi một cái công việc quan trọng, đó chính là gặp anh Hùng. Trời ơi. Ở dưới ngồi nói xấu một vật. Quên rồi. Ngồi kể những cái kỷ niệm về hai anh em, đúng chưa? Cho nên không ngờ. Ủa sao ai làm mà nhanh quá vậy? Cô Tấm. Em xin chia sẻ là đây những món ăn mà em mong muốn rằng nhà mình sẽ ăn vừa miệng. Bởi vì món này thì nó rất là healthy anh ạ. Thì đây là một món đầy đủ tất cả các vitamin, protein và những cái chất tốt. Bấy nhiêu thôi là anh hiểu vì sao Phi Thanh Vân cứ đẹp hoài và dáng chuẩn luôn. Dạ anh hiểu gì sao mà em như vậy không? Healthy không? Ôi, em chắc lẽ là ăn heo quay không? Thôi xin mời, tôi đại diện gia đình tôi xin mời. Dạ, em mời cả nhà. Cả nhà tự nhiên nha. Rồi.
Ủa Vân ơi, hai anh em có thường xuyên là ăn cơm chung với nhau hay không? Anh hai em tâm lý lắm. Những cái ngày giỗ, những ngày Tết thì anh ấy luôn dành một ngày cho gia đình em gái và sẽ set up về đây ăn. Và buổi ngày hôm đó thì là chỉ có gia đình ngồi chung với nhau. Hai anh em thần gần như là tương tác với nhau mỗi ngày qua điện thoại, qua Zalo, bởi vì tụi em làm việc chung mà. Và em và anh hai gần như không bao giờ có sự khắc khẩu. Trước khi ngày xưa, khi mà em chưa đi học những cái lớp về kinh doanh thì em hay cãi ổng lắm. Nhưng mà khi em sanh Đức ra và em học tất cả những cái giá trị này rồi thì em hiểu là anh của mình là một người rất là tâm lý và có một cái trình độ rất là uyên thâm. Tất nhiên là em chưa thể giỏi bằng anh được, nhưng mà tương đối là đồng điệu và đặc biệt là không bao giờ có mâu thuẫn. Nhưng mà trước đây không bao giờ em biết đến sự xuất hiện của anh chị trong cuộc sống của chị luôn á. Phía sau luôn luôn có ảnh. Nhưng mà em biết mà, những người anh, những người cha, những người bạn thân và những người chồng, họ luôn luôn ẩn mình ở phía sau ấy. Họ âm thầm giúp đỡ, họ âm thầm ủng hộ, chứ họ lại ít khi nào ra mặt. Anh ơi, thế thì thật, ngày xưa trong cái con đường mà chị Phi Thanh Vân hoạt động nghệ thuật á, thì anh có ở bên cạnh chị và đồng hành cùng với chị giống như bây giờ khi làm kinh doanh không? Thực ra thì anh không có làm về nghệ thuật. Anh nghĩ như vậy, anh chỉ ủng hộ em mình bằng cách ấy là đưa rước cô ấy, hoặc ấy là đi coi cô ấy diễn đó, hoặc là ví dụ những bộ phim ấy mà mới ra mắt ấy, thì anh cũng đi, anh làm khán giả, anh coi. Nói chung ấy là mình là một người rất là ủng hộ em mình bằng cách đó thôi. Sao anh rất là bất ngờ, tại vì Hoàng cũng là một đứa em ở trong nghề, cũng đã từng đóng phim cho anh. Hoàng là học khóa 6 và cũng trường sân khấu ra thì cũng biết nhau, nhưng mà là anh khá bất ngờ vì quan hệ giữa Hoàng với Phi Thanh Vân. Tụi em bắt đầu chơi chung với nhau từ năm 2000. Trong một cái dịp nào em? Em là người mẫu bên Diệu Linh, bạn ấy là người mẫu bên thầy Nguyễn Minh. Bạn này là chồng KCM. Bạn này là tình đơn phương em từ thời đó. Và tới bây giờ vẫn cứ lẽo đẽo đi theo như vậy đấy. Nhưng mà bây giờ tụi em là giống như tri kỷ sạch. Tri kỷ nó đã là sạch rồi. Vốn dĩ cái từ tri kỷ nó đã là sạch rồi. Em hoàn toàn em ủng hộ. Em dùng cái từ tri kỷ sạch nữa là sao Dân? Dạ em hoàn toàn ủng hộ hả? Đấy là bởi vì sau một cái quá trình dài khi mà em đi đào tạo về tâm lý á, có những người đàn ông đức độ như các anh thì tụi anh xác định tri kỷ là sạch, là không có tình dục. Nhưng ở ngoài kia có rất nhiều những gã sợ khanh dùng chữ tri kỷ để đội lốt, mượn danh tri kỷ để đội lốt, để lợi dụng, để thỏa mãn cái nhục dục của mình với những cái người bạn nữ đó. Và qua cái chương trình này, rõ ràng các chị em hãy hết sức bình tĩnh với cái chữ tri kỷ. Nhớ, tri kỷ sạch mới đúng. Còn tri kỷ mà người đàn ông sử dụng cái việc đó để lợi dụng, để lạm dụng thân xác của các bạn thì cái người đàn ông đó xin hạnh phúc. Nó là tri kỷ như tri quỷ. Tri quỷ. Và tụi em thì là thanh mai trúc mã luôn á. Anh muốn biết là sắp tới Vân có những cái dự định gì trong tương lai, cũng như những cái kế hoạch gì mà nhân tiện đây thì em có thể chia sẻ. Sắp tới thì em sẽ làm một cái dự án là tôn vinh đại sứ Trung ương Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng. Chương trình này mình sẽ làm liên tục trong vòng 5 năm. Mỗi năm gồm có 8 chương trình, 3 chương trình trên sân khấu và 5 chương trình từ thiện thiện nguyện. Nó sẽ là về thăm mẹ Việt Nam anh hùng, bộ đội hải đảo, biên giới, người già neo đơn, trồng cây gây rừng, làm sạch bãi rác biển. Why? Và xây nhà và cho tiền những cái đứa trẻ mà bố mẹ đã bị mất vì Covid. Đây là một cái chương trình mà một cái cộng đồng với tất cả các truyền thông đi theo và đặc biệt là nghệ sĩ Việt Nam mình, em sẽ mời về hết từ hai miền Nam Bắc. Nó nghe nè, nhiều việc như vậy á. Dạ. Chắc em đâu còn thời gian dành cho những cái suy nghĩ hay là những cái mong muốn cho cá nhân mình nữa đúng không? Đúng rồi anh. Có nghĩa là một cái người phụ nữ khi mà họ chỉ có quanh quẩn xung quanh những cái mối quan hệ nhỏ nhỏ thì họ sẽ bị rối đầu với những cái việc đó. Nhưng mà khi mà một người phụ nữ bắt đầu tới một cái ngưỡng khác, có những cái sứ mệnh cho cuộc đời của mình. Với em thì đây là một sứ mệnh. Sứ mệnh 5 năm và em chỉ còn tập trung cho sứ mệnh này thôi. Sứ mệnh của em nuôi con em là cái gì? Và khi mà em đã có một cái plan về sứ mệnh, giống như là khi chúng ta vẽ lên một cái bộ phim và anh là đạo diễn bộ phim đó thì anh chỉ chạy cho tới bộ phim đó tới khi anh đóng máy. Và em bây giờ y chang như vậy. Em biết chính xác em là ai, ở đâu, làm gì và làm như thế nào luôn. Nên với em, những cái chuyện mà yêu đương nhăng nhít, hay là những cái việc mà đi ăn đi nhậu, hay là những cái việc mà đi chơi búa lơ xua, nó không còn trong em nữa. Tất cả mọi thứ của em sẽ trong tầm kiểm soát. Có thể hôm đó em cho em chơi quá điên chút, nhưng mà em sẽ kéo về lại. Cái tầm kiểm soát nó giống như là đây nó là cái bàn, và em chỉ được chơi trên cái bàn này, còn ở dưới cái bàn này là toàn bộ bằng lý trí. Ví dụ bạn Hoàng, Hoàng dành cho em một cái tình yêu cực kỳ đẹp anh, và tới bây giờ Hoàng vẫn dành cho em một cái tình yêu đẹp như thế. Và Hoàng vẫn nói với em là
anh vẫn sẽ chờ em cho tới khi nào mà em nghĩ rằng là tụi mình có thể quen nhau. Em trân trọng tình cảm đó của bạn Hoàng, nhưng em có nói với Hoàng là bây giờ em đang có những sứ mệnh quá cao cả, tụi mình hãy giữ với nhau ở cái ngưỡng là tri kỷ đẹp như vậy. Em không từ chối tình cảm của anh, nhưng em cũng chưa dám nhận cái chuyện tình cảm của anh. Chỉ đơn giản cho em thêm thời gian, bởi vì đây là sứ mệnh em đang phải theo anh ạ. Đấy là tri kỷ sạch. Thật ra thì theo em nghĩ đứa nào cũng đã từng trải, đứa nào cũng đã từng đổ vỡ hôn nhân rồi. Cho nên cái chuyện để mà được yêu nữa, nó là cũng là không quan trọng. Em nghĩ là cái khi mà làm gì cho cái đối phương cảm thấy vui, làm cho những người thân xung quanh đối phương thấy hài lòng là bản thân thấy vui rồi. Chứ ngoài ra em chưa có nghĩ là anh phải làm như thế này cho anh, cho em phải như vậy với anh. Em chưa bao giờ có đề nghị đó. Ừ, bạn này coi như là bạn cứ cho đi mà không bao giờ nhận lại. Thôi nhưng mà như thế này nè, anh ạ, có nghĩa là đi chơi rất nhiều trong hội anh Minh Cao, trong cái group đạo diễn nhà mình á, thì biết cái mối quan hệ này của tụi em. Và gần như là mọi người ai cũng nói tới đi, vô đi. Đẩy thuyền. Đẩy thuyền. Nhưng mà anh ạ, em là cái người đàn bà mà não nặng tựa sơn thì đẩy kiểu gì? Tôi là bước qua là tôi ủng hộ luôn đó, tôi đẩy thuyền luôn. Đẩy luôn. Nhưng mà nói ra nghe nè, núi thì cũng sẽ có khi núi lở. Trời ơi, anh em nên nhớ cho hộ em. Những cái gì chúng ta xuất phát từ sự chân thành thì sẽ cảm hóa được tất cả. Bao nhiêu mọi thứ là tùy duyên đi. Anh có cái linh cảm là sẽ được đó nha. Tôi chừng tụi mình đi ăn đám cưới tụi nó là sao? Đúng không? Biết đâu chừng, đúng không? Anh coi có ý kiến ông này sao nữa. Thì em tò mò lắm sao anh? Anh nói là vấn đề là cái trạng thái của người đó là như thế nào mới là quan trọng. Giống như em nói, em đang ổn, em đang xin ở mâm, em đang ổn. Nghĩa là cái trạng thái của mình đang ổn thì mình không muốn thay đổi đâu. Còn nếu như mà mình muốn thay đổi, chứng tỏ mình đang không ổn là mình sẽ tìm cách mình thay đổi. Và lúc đó mình sẽ nói mình là anh Thuận ơi, anh Hùng ơi, bây giờ em phải làm như thế nào đây? Thì lúc đó mọi người sẽ cho em ý kiến và em sẽ tự thay đổi bản thân mình. Chứ còn mọi người không thay đổi được em đâu. Em sẽ tự thay đổi với điều kiện là em muốn thay đổi. Và cái trạng thái của em đó là em cảm thấy không ổn. Còn trạng thái của Vân bây giờ Vân đang ổn thì Vân sẽ vẫn ở trạng thái này. 10 điểm. Nhưng mà em thấy là chị Vân có một cái sự thay đổi rất là lớn nha anh. Đó là ngày xưa em làm việc với chị Vân là một Phi Thanh Vân rất khác. Nhiệt huyết trong nghề nè. Nói chung là đi chơi cũng dữ lắm. Đi chơi dữ lắm. Tự do và yêu rất là mãnh liệt. Coi như là lúc đó là chị yêu hoàn toàn bằng con tim, chứ nó không phải là lý trí như bây giờ nữa. Đúng rồi, yêu bằng con tim. Đó thì điều gì làm cho chị thay đổi nhiều như vậy? Sau khi ly dị cái người chồng Pháp đầu tiên anh biết cho Rim ạ. Dạ. Em là được nuôi đúng kiểu một con chim quý trong một cái căn biệt thự sang trọng. Và khi mà em ly dị ổng thì em nghĩ là đơn giản thôi, không sao cả. Mình thất bại trong cuộc hôn nhân này thì mình đi đến một cuộc hôn nhân khác. Mình chưa có con thì mình ở với người đàn ông sau mình sẽ có con. Và khi mà em chọn người đàn ông sau rồi em có Đức. Nhưng mà tại vì cái người sau thì cái trình độ nó chênh lệch nhau quá. Về tất cả mọi thứ mà anh biết mà, đàn ông với phụ nữ nó phải cân bằng. Hoặc là nó phải ngang nhau hoặc là không, người đàn ông phải cố gắng tăng trưởng để cân bằng ngang với người phụ nữ. Chứ mà cứ thấp hơn hoài thì nó sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề. Mà tại thời điểm đó em chưa phải là một chuyên gia tâm lý để em có cái cách hành xử như vậy, và em có thể biến cái người đàn ông như thế này trở thành một cái người đàn ông kiểu khác bằng một cái cách cực kỳ tâm lý học. Thời đó em chưa có, và tụi em có một cái khoảng cách cực kỳ xa cho tới khi tụi em ly dị. Và sau đó thì em đặt ra rất là nhiều những cái câu hỏi là tại sao tôi thất bại, tại sao tôi bị thế này, tại sao tôi bị kia, tại sao tôi không hạnh phúc. Và em lại gặp rất là nhiều những cái con người mà cực kỳ là giỏi, và em nói chuyện với ông này nữa thì mọi người đều cho em một cái câu là bởi vì em được học, em giỏi như thế này là em được học, em được học về kinh doanh, em được học về chữ, em biết bơi là em được học về bơi. Nhưng Vân ơi, đâu có ai dạy em cách làm vợ và dạy em yêu, đúng không? Thôi em đi học tâm lý đi. Vâng, tất cả những cái câu hỏi đó của em sẽ được trả lời qua những cái buổi học đó. Và em lao và em học. Và em cứ học như vậy. Bây giờ bắt đầu em hiểu ra, em hiểu được một cái định luật cực kỳ rõ ràng của vũ trụ, là đàn ông thì họ sẽ như thế và phụ nữ họ sẽ như thế. Và để mọi người có thể tăng trưởng được thì mọi người cần phải đi theo đúng con đường A, B, C, D, E, F. Và chật đường ray là gãy. Tại vì em sống lý trí như vậy. Thôi bây giờ thì chắc có lẽ là còn câu hỏi cuối em muốn hỏi, đó là anh Hoàng có muốn nói điều gì với lại người bạn tri kỷ của mình không? Khi mà gặp anh Hùng á thì bản thân đã mong muốn chứng tỏ cho anh Hùng biết là mình là sẽ mong muốn được làm thành viên trong gia đình. Cái thứ hai nữa là
những lời muốn nói với Vân thì thật sự là nhiều nhiều mà muốn nói cả đời lận cơ. Rồi trước mắt thì chỉ mong là em vẫn là em, nhà cứ thành công, cứ tiếp tục làm những cái gì mà mình dự định, những cái gì mà mình mong muốn. Anh không biết là anh sẽ làm được gì nhiều cho em, nhưng anh tin chắc rằng anh sẽ luôn luôn bên cạnh ủng hộ em dù mọi phương diện. Dạ, cảm ơn anh. I love you mua mua bạc bạc. Thực sự là chơi chung với nhau từ em 19 tuổi, bạn này 21 tuổi. Thời điểm đó em là một hình tượng rất là sexy. Và thời điểm đó thì siêu xe tới đón em ở chỗ diễn người mẫu là rất nhiều. Và bạn này thì bạn cứ lặng lẽ đứng ngó quá vậy đó. Và đối với em thì đó là một cái cây si gì đó, nó rất là si. Và cũng coi là bình thường á. Tại vì thời điểm đó mình đẹp và mình sexy mà. Nhưng mà em không nghĩ là cái tình cảm của bạn ấy nó kéo dài dữ vậy. Và bạn ấy kể cho em nghe những cái câu chuyện của ngày xưa mà bạn ấy đánh động vào trái tim của em. Tuy nhiên, nếu như em là một người phụ nữ chưa tăng trưởng tới giá trị như vậy thì chắc có lẽ là em đã đổ. Nhưng mà tất cả đối với em thì mọi thứ cần có thời gian. Ừ. Có phải là do em đã từng đổ vỡ hai lần? Cái này đúng. Chính vì thế em rất là khó, rất là khó để mà mình lựa chọn cho một cái bước đi giống như những cái bước đi trước nữa. Câu hỏi của anh hay lắm nha, câu hỏi có luôn câu trả lời. Em xin phép được em tiếp lời anh. Khi mà em đọc quá nhiều các tài liệu về tình yêu hôn nhân gia đình và em nghiên cứu những tài liệu về đàn ông thôi thì em ngộ ra được nhiều thứ. Và chính vì như vậy nên là em rất là cân nhắc kỹ càng, nên em cần thời gian. Đồng hành với em gái của mình, quyền huynh thì thế phụ. Bây giờ vừa là anh hai, vừa là cha, vừa là người bạn tri kỷ của em luôn á. Và với một cô gái đã vượt qua rất là nhiều những biến cố, những cái nỗi đau, anh cũng đã bên cạnh em gái của mình, đồng hành với cô em gái của mình không nhiều thì cũng ít, mà chứng kiến những cái sự thay đổi của Vân, tự Vân có thể chữa lành những cái vết thương đó. Và hôm nay Vân lại có được những cái sứ mệnh và có được những cái thành công. Và nhân cái cơ hội này thì ở chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà thì em rất muốn lắng nghe anh Hùng có điều gì muốn gửi gắm đến cô em gái mình hay không. Với mình, Phi Thanh Vân ấy, đôi khi mình không cảm thấy cô là em mình nữa. Tại vì so với những người em gái và những người anh trai thuộc gia đình khác thì nó sẽ rất chứ là bình thường giống như mọi người vậy đó. Còn với Vân á, mình rất là tôn trọng cô ấy, không phải vì cô ấy là nghệ sĩ. Có nhiều người nói là mày là anh nó mà, nghĩa là mày phải anh nó, mày phải áp chế nó, mày phải này, mày phải kia, mày phải quyết định mọi thứ. Nhưng mà với mình và với Vân Vân thì mình không có làm như vậy được. Mình rất tôn trọng, cái gì mình cũng hỏi em gái của mình hết. Hai anh em lúc mà còn ba còn mẹ mình vẫn chia sẻ với em mình, mà bây giờ mình không có còn nữa thì mình cũng chia sẻ với em mình đó. Mà mình rất tôn trọng cô ấy. Còn cái mà để nhắn nhủ thì mình muốn luôn luôn mà muốn và tin rằng ấy là em mình nó sẽ là phiên bản tốt nhất của nó cho thời điểm này, hoặc là cho 10 năm tới, hoặc là cho 20 năm sau. Thậm chí khi mà Đức mà nó có vợ, nó có con thì cô ấy vẫn là phiên bản tốt nhất của cô ấy tại thời điểm đó. Mình nghĩ như vậy. Và mình chắc chắn là cô ấy sẽ làm được như vậy. Anh tin đúng người đó. Yes. Bởi vì em luôn luôn tâm niệm rằng là em sẽ luôn luôn phải là phiên bản tốt nhất và xuất sắc nhất của mình. Và em đang phấn đấu nó từng ngày, từng tháng, từng năm. Em sẽ chắc chắn như vậy và còn xuất sắc hơn như vậy. Thưa quý vị, để mà ngồi mà trò chuyện với lại chị Phi Thanh Vân á, thì Lan xin cái chương trình này là mình phải quay 3 năm. What? Tại vì chị có quá nhiều cái kiến thức để cho chúng ta nghe. Nhưng mà vì thời lượng của chương trình thì nó có giới hạn, cho nên chúng tôi buộc lòng phải nói lời chia tay ở đây. Chia tay với quý vị khán giả thôi, chứ anh em tôi vẫn ngồi lại để trò chuyện với nhau. Nên là vẫn mong quý vị ủng hộ chương trình cũng như là ủng hộ các dự án của chị Phi Thanh Vân ở cái thời gian sắp tới. Và quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 19h30 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.